Thì mấy bạn thấy là cái form này nó dày lắm mà nó chắc nữa. Cái quan trọng là cái nhựa này, bạn biết không, cái form người ta nó xấu hay nó đẹp hay nó tốt hay nó gì thế nào, nó quan trọng cái nhựa lắm này. Cái nhựa nó tốt thì mấy bạn đưa nó vào này, bạn thấy không, mình đưa nó vào, mình giữ nó vào, mấy bạn nhìn thấy này, tất cả nó có đều có cái số mà nó có những cái gì ngăn cắt hết. Cái đường này là đường ở ngay giữa này, bạn đưa nó vào ngay giữa này, thấy không? Khi nào đưa vào ngay giữa này, bạn nhấn này hai ngón cái này, bạn thấy không, mấy bạn đưa nó vào ngay giữa này, bạn bóp nó cái như này, ok, bạn giữ chặt như vậy thì bắt đầu là cái form nó dính lại như vậy với nhau rồi, thấy không? Nè, mấy bạn giữ này, sau đó mấy bạn vuốt ở dưới này, kế vô như vậy. Ok, cái form này không chạy đi đâu hết, tất cả chết luôn rồi. Bây giờ mấy bạn tháo ở đây ra này. Nè, bây giờ bạn tháo nó ra, mấy bạn gắn thằng này vào đây này. Ok. Và sau đó mấy bạn qua bên đây mấy bạn gắn là đây này. Thì xin lỗi mấy bạn nha, mấy bạn muốn giật nó không ra nổi đâu. Nó chết ở trong này luôn, nó rất là chắc. Cái form này nó chắc lắm. Mà cái form nó phải chắc như vậy thì mấy bạn làm việc nó mới tốt được, biết không? Nó không có chắc thì mấy bạn làm việc nó không có được tốt. Thì đâm ra mình chịu khó mình coi ha. À, mấy bạn chờ chút xíu, mình sẽ lấy cái màu American nha. À, mấy bạn sẽ làm cho mấy bạn coi. Sau khi làm, trước khi làm gì làm nhớ mình cũng phải quậy cái hột bộ cho nó đều lên này. Cái tay này thì nếu mà muốn cho nó dính chắc á thì mình làm đó, mấy bạn nhìn này, nó chắc rồi. Mình cho nó ướt ướt chút xíu này. Để sao sao mình ướt ướt như vậy để cho cái độ bám nó dễ bám vào chứ không có gì chơi nó nha. Sau đó mấy bạn lấy cục bột này. Ok, mấy bạn thấy không? Để mình lấy cục bột này. Đấy, mình thả cục bột ngay cái đầu cuticle này. Thấm giấy xuống cho bớt nước này. Thả ngay cái cuticle này. Bây giờ, thả xuống này, cả xuống này. Mấy bạn ốp nó vô này. Ok. Thấy giờ. Chùi cọ sạch sẽ này. Các bạn kéo vô này, thấy không? Đó, các bạn thấy mấy bạn kéo không? Đó, nè, nhìn nè. Các bạn nhìn thấy có bị ngứa tay ngứa chân không? Có ai làm mà nhìn 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 David làm, các bạn nào có bạn làm vừa nhìn vừa thấy ngứa tay không? Ngứa tay là muốn đi ra tiệm, mở tiệm ra làm liền ở chỗ đúng không? Đó. Thì bạn thấy là cái bột nó dẻo à, mà mình điều khiển nó rất là dễ dàng, các bạn thấy chưa? À, thấy không, ôm nó lại này, thấy không, cứ thế mấy bạn kéo nó vô thôi này, thấy không, kéo nó xuống. Thì nếu mà bạn muốn dài bao nhiêu thì bạn kéo thôi. Hello Cathy, hello Hứa Văn Cường brother khỏe không, hello Teresa, hello hello Yến, em ngứa mắt quá hả? À, ngứa mắt thì ok, thì bây giờ để anh gửi cho em mấy cây này em cào mắt cho nó đã đỡ ngứa. À, thấy không, có kéo xuống này, thấy không, ngứa không, thấy ngứa không, ngứa mắt không sao chứ ngứa ngứa tay ngứa chân thì là cũng ok nha, đừng ngứa khác. Để tôi làm gì nhỉ? Nhớ đừng ngứa khác hơi mệt. Này tiếp tục này, mấy bạn coi lại nè, nhà lấy cái bộ thứ hai ha. À, thả nè. Thấy chưa? Ôm vô này, hang ngay đầu này. Kéo nhẹ này ha, thấy bạn thấy không? Mấy bạn thấy cái cách mà David cầm cái ngón tay của người model này, David chỉnh đi qua chỉnh lại này ha. Cái tay này được một cái nó giống như là tay thật đó, để cho mình có thể mình chỉnh được giống như là người model của mình vậy đó. Các bạn thấy chưa? Thấy chỉnh không? Hello Jackie, hello Huế, hello Kim sư phụ cứ vậy không? Hello Kim, em khỏe không em? Màu sơn lịch 24 đi đó, anh đang làm hồ sơ 24 này em, cái này American ha. À, rồi tiếp tục này ha, mấy mấy em thấy nó ôm vô chưa, ôm vô ngon lành đúng không? Đó, thấy chưa nè. Thì đó, thì bây giờ là mấy bạn thấy không, mấy bạn đã có một một cái ngón tay coi như là perfect. Bây giờ mình muốn coi cái side view của nó này, các bạn nhìn cái side view này, mình sẽ đánh giá của cái side view của nó này. Bạn thấy là cái từ trong này nó đi ra lúc nào cũng vậy hết. Cái điểm cao của mấy bạn nằm ở ngay đâu, nằm ở ngay đây nè, thì cái điểm cao nằm ngay đó này. Mấy bạn muốn muốn cho nó cao ngay đó, nó cao hơn chút xíu thì mấy bạn nhẹ lắm, mấy bạn để có bột ngay đây, thấy chưa? Mấy bạn thả ra đừng làm gì hết, mấy bạn cho nó một thời gian coi như là cho nó đâu ra đó hết rõ ràng. Mấy bạn đập nhẹ nhẹ này, kéo xuống, ok rồi. Rồi bây giờ mình xa, bây giờ bạn mấy bạn cần làm gì, mấy bạn chỉ cần chờ cho nó khô thôi nha, cho nó khô đi xong rồi bắt đầu mình dũa đi làm, là coi như là mình xong cái nhiệm vụ của cái đắp bột. Đó, cái màu này là màu American nha mấy bạn.
Cái cọ của David dùng là cái cọ số 14 ha mấy bạn. Đây, bạn thấy giờ cái cọ số 14 nha. Nè, Chisel by David Hoàng cái cọ số 14 này. À, tất cả là hàng hóa của Chisel, của công ty Chisel là khoảng chừng 95%, nó đúng ra là 95% là tất cả cái mặt hàng đều làm ở here, made in the USA. Thì đâm ra là sau cái dịch này xong đó thì nó đúng ra là hiện tại trong cái thời gian này đó, David đang ở nhà. Thì cái thời gian David này ở nhà, David rất có nhiều thời gian để mà mấy anh em coi như là ngồi lại với nhau để mà cho ra những cái màu mới. Trong cái thời gian mới sắp tới á, là David sẽ cố gắng là David sẽ làm ra những cái màu coi như là những bạn mà có nhiều người bạn ở trên Facebook á, là những anh chị yêu cầu là mình làm ra màu gì. Thì trong cái thời gian này là David thường thường là David đi show suốt ngày, suốt hàng tuần đó, không bao giờ ở nhà hết á. Nhưng mà mấy cái tuần này được ở nhà thì David có cái thời gian để tạo ra những cái màu mới cho mấy bạn. Mấy bạn thấy là đây là cái mẫu này là mình làm này. Thấy bạn thấy không? Nó giống như là cái con cá mà ở mấy bạn thấy cái con cá mà nó cá ấy á. À, nó hơi giống cái vậy này kiểu. David sẽ chỉ cho mấy bạn làm rất là dễ làm đấy không? Rất là cực kỳ dễ làm luôn. Bông đâu mà nhiều vậy? Bông hả? Ờ à, bông nè. Nè. Anh tính hai mớ bông tặng cho em mình mới để hôm qua giờ nó quéo hết rồi. Nè. Khô quéo hết trơn rồi. Mấy bạn thấy chưa? Mấy cái bông đẹp lắm, nó có nhiều màu lắm. Nó ombre đàng hoàng đó nha, mà nó héo rồi. Rồi. Con cá, đúng rồi, thấy được con cá không? Làm ra con cá cực kỳ dễ làm luôn. Giống con cá em chín hôm qua. Cá của anh bơi và em đòi ra, em chưa gì em hâm họa. Em đòi đè anh cá của anh ra em chiên. Em chiên đi, em nhớ em chiên nha, đừng chiên cá của anh nha. Cá của anh lông của nó đẹp lắm. Lỡ lòng là mà em lấy cá của anh em ra em chiên kiểu đó. Rồi, ok, thì mấy bạn thấy nè. Cái này nó cứng rồi đúng không? À, bây giờ mấy bạn tháo ra này. Tháo cái form ra này thấy chưa? Cái form tháo ra này. Đó, thấy không, mấy bạn tháo ra này. Nhẹ nhàng. Cái giấy nó dễ xé lắm, rồi mình xé nó ra. Thấy không? Mấy bạn thấy là cái món tay này nó xong rồi đấy đúng không? Để mấy bạn coi này, mấy bạn vuốt xếp này, nhìn ngang này. Ok. Vuốt xé rất là dễ. Mấy bạn chỉ vuốt xé nhẹ thôi. Tại vì cái xếp á là mình đã lấy cái cọ mình đắp á cho nó đều hết rồi. Mấy bạn không có tốn thời gian mấy bạn vuốt xếp nữa. Các bạn hiểu chưa? Đó. Đây mình sẽ làm hai ngón màu trắng và hai ngón màu đen. Chủ yếu là mình sẽ làm mấy cái design khác nhau cho nó chia ra từng màu một. Design rất là dễ làm, lẹ nữa mà đẹp nữa. Còn tùy theo mấy bạn nào mà có thích vẽ đó thì mấy bạn vẽ thêm vào thôi. Mấy bạn vẽ thêm vào cho nó ra những cái nè. Có nhiều bạn nói là cái dũa cái tay nó văng ra đúng không? Thì nó không văng ra được đâu, tại mấy bạn dưới chặt lại thì nó không có cái gì mà nó văng ra hết tất cả. Okay. Lúc này tại vì văng ra, tại vì là em nắm tay anh không chặt thì nó văng ra thôi. Mà em muốn làm, muốn đừng nó văng thì phải hát một bạn là nắm tay em thật chặt. Ha. Nhưng mà có cái là nếu mà cái bạn đó mà mấy bạn mà học cái tiếng Việt Nam mới của cái anh chàng gì mà ngố ở Việt Nam mình đó. Đó, mà nắm tay em thật chặt là nói dịch ra cái tiếng đó là chết luôn á. Thành ra là cái chừng coi chừng mà Facebook nghe được nó block lên nữa. À, con này nhẹ này. Nhẹ thấy chưa? Vũ nhẹ nhàng ha. Đó, chỉ mấy bà chỉ vũ sơ sơ vậy thôi là mình cảm thấy là mình xong rồi đúng không? Anh xài liquid hiệu gì? Tín Trương ơi, anh xài liquid hiệu của anh luôn. Là đây là liquid này đây. Nè, thấy không? Liquid Chisel này. Công ty Chisel có bán liquid này cả 1 gallon 32 oz và 16 oz. Đầy đủ hết, không thiếu gì hết nha. Đại dịch này ai dám nắm tay anh trời. Không dám. Em có đi câu cá là em có nắm tay ai không? Hả? Nè mấy bạn thấy không? Mình vũa xếp ha. Nè. Rồi sau đó mấy bạn buffer nhé. Ok. Rồi.
Rồi sau khi mấy bạn bớt phở ha thì mấy bạn mới phủ cho nó sạch cái bụi đi ha. Chuyện rất là một cái thì rất là đơn giản, dễ làm, không khó làm. À, đi về sơn màu đen lên cái món trắng này. À, làm ở đâu vậy anh? Xa xa. Làm gì em muốn làm gì? Làm ở đâu là sao? Em nói là anh đang làm ở đâu hay là sao? Cái câu hỏi của em nghĩa là sao? Anh đang ở công ty của anh. Công ty thì đóng cửa hết rồi. Chỉ có những cái bộ phận mà quan trọng á thì họ vẫn làm việc. À, giống như là bộ phận ăn nè thì tụi anh là ngày ăn ba bữa. Không. Cái bộ phận đó là tụi anh dữ lắm, tụi anh là không bao giờ bỏ ha. Còn bộ phận chiều á là tụi anh ca hát ha. Cái bộ phận đó tụi anh cũng không bỏ luôn, vẫn tụi anh vẫn giữ, không có giảm đi một chút xíu nào hết á. À, hai cái bộ phận đó ha. Còn buổi tối, sau khi buổi tối nó có một bộ phận múa lửa nữa. À, thì có bộ phận đó tụi anh cũng không bỏ luôn. Ở đó sao lại nằm đó em? Tối đi câu cá nữa, đúng rồi, tối còn đi câu cá nữa, tối qua đi câu cá toàn cá mèo, không buồn quá đi về. Không dính được con nào. Dính được miếng cá mèo. Cá mèo tầm bậy không à. À, nghe người ta quảng cáo thôi. Cá dữ lắm, người ta chụp hình người ta bỏ lên mình thấy ham quá, mình bắt đầu mình ba anh em cáo tàu đi. Nhưng mà được cái là mình cũng được xả stress, là mình chạy ra ngoài biển, nước biển mình thở thở gió biển nó cũng vui. À, đang làm ở công ty vậy thì vậy hả? Công ty rầy me. Anh đây mình đang làm ở công ty rầy me là sao em? Ngứa nghề lắm rồi mà không làm được là. Hello Bạch Bạch Nguyễn em. Ngứa không em? Hả? À, anh cũng ngứa lắm nè. có nhiều bạn. Anh biết là có nhiều bạn trong này rất là ngứa. Thôi kệ. Ráng gãi đi từ gì nào mà như nào nó hết ngứa thì thôi nha. Đó, sau khi mình là đặt sơn một lớp này ha, thôi tại vì lớp đen sơn lớp thôi. Anh ơi nhúng bột xong em nhám qua đi bếp sơn gel bình thường sao nó nhanh bóng, sao nó nhanh bóng thế, mà chỉ có cách nào hoặc không sao nó nhanh bông ha. Chờ anh chút xíu để anh trả lời cô này, coi câu hỏi câu gì. Lý mặt sầu. Trời ơi, Lý Mặt Sầu, sao hôm nay em lại có mặt ở đây? Hả? Lý Mặt Sầu, anh nghe cái gì đâu mà Lý Mặt Sầu, tự nhiên anh cảm thấy hơi sợ sợ. Em, anh ơi, nhúng bột xong em nhám qua đi base. Em nhám qua đi base sơn gel lên, bình thường sao nó nhanh bong thế? Em nhúng bột xong. Lúc mà em nhúng bột xong, rồi em làm xong hết tất cả các động tác của em đúng không? Cá chấn Covid à, đó. Cái đèn này, cái đèn còn chừng 2.3, 2.4 gì đó. Khi mà em nhúng xong cái bộ móng tay của người ta. Ok, chờ anh sơn một cái lớp này nữa. Sau khi nhúng xong thì có phải là như vậy là nhúng xong thì em phải em coi như là em bóp phở rồi này kia xong xuôi hết trơn ha. Sau khi bóp phở xong rồi đó thì em cho khách đi rửa tay đi, tại vì em sơn gel mà, thì em cho khách đi rửa tay. Sau khi em cho khách đi rửa tay xong rồi nó trở lại đó thì em phải sơn cái base. Cái lớp base là cái lớp base này nè, cái chai base xanh này nè, cái base này rất là chắc ha. Sau khi em sơn cái base nó lên xong rồi đó thì bắt đầu em mới coi như là em mới sơn gel, sơn hai lớp rồi em phơi đèn rồi em ấy thôi chứ em làm như thế nào mà nó bị bung ra. Em phải dùng đúng đồ mới được, nhiều khi em dùng đúng không đúng đồ á nó cũng ấy hết à, nó bung ra hết à. Em Lý Mặt Sầu ơi. Rồi, ok, bây giờ mình hơi vô đèn thêm 360 giây nữa nha mấy bạn. Đây, mình sơn 60 giây đây. Rồi, sau khi mình sơn 60 giây thì mấy bạn sẽ theo dõi, mình sẽ sợi dây chỉ ha. Mấy bạn thấy cái sợi dây chỉ này này. Dây chỉ này thì ở nhà mấy em nào chả có, đúng không? Mấy em nào mà không có dây chỉ thì mấy em lấy áo ra xé ra và phật mấy cái là ra đi chỉ thôi. Để mấy bạn thấy dây chỉ nó nằm đây không? Nó dễ làm lắm, cực kỳ dễ làm luôn. Ok. Mấy bạn chờ một chút xíu, mình chờ cho nó khô đi rồi mình mới lấy cái này ra mình mới làm cho mấy bạn coi cái cách làm
cái cách làm nó như thế nào, nó dễ, nó vừa dễ mà nó vừa đẹp nữa. À, nó có nhiều cái cách làm lắm, thì mấy bạn và các anh chị em phải chú ý vào nha, chờ chút xíu. Đúng rồi, cá cá nó trốn hết rồi. Nhưng mà chắc tối nay không đi, nhưng mà tối mai đi nữa, tối mai đi câu nữa. Tại vì nó đúng ra là buổi tối mình đi làm xong là mình không còn, mình đi về là bắt đầu mình rảnh rồi, về nhà thì cũng chẳng làm gì, thôi mình đi ra biển, mình hứng 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 gió mát cũng có. Tại vì nó ở ở ngoài biển thì họ không có cấm, nhà nước họ không cấm mình ra đó, thì mình có quyền đi ha. Thôi bây giờ mấy bạn coi đây này, cái màu này là màu trắng đúng không? Là mấy bạn coi này, mình sẽ bỏ cái nước sơn màu trắng vô đây. À, lại đây cho mấy bạn thấy này, bạn thấy màu trắng đẹp ngay đó không? Ok rồi, mình lấy màu tím ha, mình sẽ thích cái màu tím, tại mình thích cái màu tím này, nó đi nó đi đi đây đi đó. Ok rồi đó, thì ở dưới cái vần đuôi đó, màu tím, mình thích cho cái màu cam đi nhé. Đây, ok. Và sau cái màu cam đó đó, mấy bạn thấy là mình sẽ cho cái màu xanh vào đây. Màu xanh này cũng khá đẹp. Này màu vàng, cho hơi màu vàng không sao. Màu xanh đi. Bạn coi mình cho màu xanh vào nha. Tím, ủa ta dùng màu xanh đâu? Đây màu xanh đây. Anh cho anh thấy màu xanh vào đây, ok. Rồi. Mấy bạn nhìn thấy không? Mấy bạn nhìn thấy mình đấy không? Bây giờ mình để đây này. Ok. Bạn thấy không? Mình vuốt này. Mình vuốt này. Mình muốn màu trắng nó vô đây đi. Muốn màu trắng nó vô đây, mấy bạn kéo sợi dây ra này. Ok. Đấy các bạn coi này, thả ngay đây này. Thấy không? Các bạn coi này, mình thấy chưa? Mình thả thả này. Ok. Là mình kéo này, mình để xuống này, mấy bạn thấy không? Mình kéo này. Nhẹ nhàng. Kéo nó ra đúng không? Rồi bây giờ mấy bạn xuống này, mấy bạn kéo lại chỗ này nữa này, mấy bạn để đây này, mấy bạn kéo về đây thì nó sẽ ra, nó giống như là mấy bạn kéo qua bên đây đi, bạn xoay lên vòng nữa này, mấy bạn thấy chưa? Thì nó ra cái mấy cái giống như vậy. Nhưng mà mình có thể là mình sửa nó bằng cái cọ của mình, nó đang là cái cọ này cọ sạch nha mấy bạn. Ok, đây là cái cọ này cọ sạch này. Bạn thấy không? Rồi thì mình để yên cái này đi nha, chút xíu đó mình bắt đầu mình sẽ phơi khô. Các bạn thấy chưa? Bây giờ mình cái này mình bỏ nha, mình chờ chút xíu, mình đưa nó qua đây đi. Tại vì chút xíu nó mình sẽ phơi khô chung một lần giống như nhau. Bây giờ mình trở lại đây là mình làm lại cái thằng này khác này. Ok, mấy bạn lấy màu tím này. Ok. Bây giờ nó có một cái chương, nó có cái này nó hơi khác hơn chút xíu nữa. Thì mấy bạn có thể làm nè, chấm nè. Từ giống ở đây thì các bạn chấm đây cái, chấm đây cái này, chấm đây cái, chấm đây cái. Ok. Mấy bạn thấy không? Mình chấm không? Mấy bạn thấy được việc chấm chưa? Tan 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 tám đâu, số 8 đâu, số 5, số 4, 6, 8 đây. 18 là một tím rồi, ok. Rồi mình lấy 166 đây, 6 đâu của mình đâu. David đang làm, đang làm ra nước sơn, đang làm ra nước sơn gel màu neon á. Mấy bạn chú ý mai mốt chắc trong xong cái dịch là mình sẽ có nước sơn. Mấy bạn nhìn thấy cái đó này, cái đó là thêm, cái đó là cái thêm thôi đúng không? Rồi bây giờ mấy bạn coi lại nè. Đó. Ok, mình để này đó, ok mình để đây này đó, bắt đầu cho nó sát vào thấy không? Đó, mấy bạn thấy không? Mình thấy cái này nó kéo ra không? Mấy bạn thấy chưa? Đi lên trên đây lại nè. Kéo xuống này.
Đó, mấy bạn nhìn mấy bạn thấy không? Là sau đó này mấy bạn coi này, mình có thể mình lấy cái này đây, cái mình đong đưa nó này, ngay khúc giữa này, hay không? Mấy bạn thấy không? Mình để ngay giữa này, mình có thể lại đây này, mình muốn kéo khúc này xuống này, mình muốn tạo ra một cái nó giống như là một cái con cá vậy đó, nó ăn xuống này. Đó, mấy bạn thấy chưa? Mấy bạn nhìn này thấy đẹp không? Mấy bạn thấy đẹp không? Chuỗi này sạch đi này. Đó, mấy bạn thấy là hai ngón này đúng không? Nó ra những cái màu sắc cực kỳ đẹp luôn, mấy bạn nhìn thấy không? À, cái màu sắc này đó. À, nè, hello hello Hương Phạm em, hello Nhâm Lâm Lâm Nhật Giang. Em nhúng bột xong em cho nước khô, em cho nước khô bột chai số 3 xong em để khô, em nhám và em lau bằng em lau nước, em lau bằng nước lau gel rồi em dùng base và Vinamay của các bước. Ồ em ơi, em dùng cái đồ của Vinamay là cái đồ của China thôi em, anh không trả lời cho em nổi. Cái đồ của tụi China là thôi vứt đi đi. Anh đây là anh chỉ có dám nói về đồ đồ của Mỹ thôi. Chứ đồ của China thì nó thiệt luôn đó. À, nó dỗm lắm em ơi. Anh nói như vậy là em biết anh em đang ở Việt Nam rồi. Đồ Việt Nam nó rất là tệ, mà nó lấy cái đồ của Vinamay là cái công ty đó của Trung Quốc mà. Làm sao được? Trời ơi, mấy cái đồ của nó là bỏ đi em ơi. Ha, anh xin lỗi. Ok, bây giờ qua bên đây là cái này là màu trắng này. Vinamay là công ty đó của China mà em. Nó bán ba cái đồ tào lao về Việt Nam mình, nó bên Mỹ đâu ai xài mấy cái thứ đó. Mà những người nào mà xài nó đâu. Hồi xưa nó ra ba cái nước mà đi đi cái gì đi tháo tay người ta ra đó, ba cái nước độc hại đó đó. Nó ra công ty đó nó ra cái nước đó em thấy không có xài được. Nè, bây giờ tiếp tục bây giờ các bạn coi lại ra để cho mình đưa vào cái ngón ngón này ngón khác nha. Mình sẽ đưa cái ngón này vào, mình sẽ đưa cái này, mình sẽ đưa những cái màu nào mà nó có màu neon đẹp đẹp chút xíu vô. Đây. Đó. Ừ. Các bạn coi này. Ha, mình đưa nó vào ha. Là mấy bạn để ý này. Để vào đây này. Ok. Bạn kéo này. Kéo giống như là kéo ấy vậy đó, thấy không các bạn thấy chưa? À, mấy bạn thấy là kéo lại thêm một lần nữa này. Mình muốn cho thêm trắng vô này. Ừ, đúng rồi em ơi, anh xin lỗi em nha, tại vì đồ của China đó nó không nó có nó cái công ty Viname đó, cái đồ đó đồ dỗm lắm. Nó thứ nhất là nó kém chất lượng, là thứ hai là nó dùng những cái nó dùng những cái mà gọi là những cái chất mà người ta ở bên Mỹ là người ta không cho nó dùng á. Mấy cái chất độc tố rồi nó dùng lên tay, nó bỏ lên trong đó rồi ôi trời ơi nó tùm lum hết à. Những cái công ty nó không có uy tín á. Đâm ra là anh không bao giờ anh đụng chạm tới những cái mặt hàng của tụi nó và không bao giờ anh nói về bên đó, tại vì những thứ đó là nó chỉ có như vậy thôi. Là mấy bạn thấy chưa? Các bạn thấy là bắt đầu mình sơn nè. Cái em thì mặc dù em làm đúng cách đó, em hiểu không? Nhưng mà cái sản phẩm của em nó quá tệ đi thì nó thiệt ra em làm bao nhiêu thì làm. Nó cũng không bao giờ mà nó không bao giờ mà nó gọi là nó sẽ ra cho em một cái kết quả tốt được. Em thấy mà cái bọn Trung Quốc mà có nó cái thứ gì mà nó làm mà chẳng ra chẳng trò ra cho trống vậy, ác độc lắm. Ba cái đồ tầm bậy tầm bạ nó sa thải vào Việt Nam mình nè. Này mấy bạn thấy chưa? Là đây là ngón thứ hai này. Bây giờ mình qua ngón thứ ba này. Ngón thứ ba này bây giờ mấy bạn coi lại này. Bây giờ mình sẽ chấm lại này. Các bạn coi là mình chấm màu trắng nha. Trắng, 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 trắng. Ok. Hello Kelly Lee em. Ha. Rồi sau đó em cho nó màu tím cho anh, tại vì cái màu đen này nó có màu tím, nhưng cái màu đen này nó sẽ được những cái nổi sự nổi bật của cái đó. Và bây giờ mấy bạn coi lại nha. Các bạn coi là mình cầm hai sợi dây này. Mấy bạn thấy mình cầm hai sợi dây không? Cầm này. Mấy bạn thấy mình cầm chưa? Cái cách cầm mình cầm này, mình cầm này mình để vô này. Ok, mấy bạn kéo qua này. Ok. Rất là dễ làm. À, mấy bạn muốn kéo sao kéo, mấy bạn muốn lấy cái màu nào là tùy theo mấy bạn đó. Ok. Mấy bạn để lên trên đó này. Mấy bạn kéo tới kéo lui này cho nó ăn vô cái màu này. Đó. Rồi, sau đó mấy bạn đã để lên đây này. Ok. À, mấy bạn thấy không? Để lên đây này. Thả thả thằng này ra nha, mình để đây, mình lấy thằng này, mình lấy cớ mình đi xuống này. Đó. À, đi xuống ha. Sau khi đi xuống là mấy bạn vuốt nó qua bên đây này. Mấy bạn đi qua bên đây này.
À, thấy chưa? Đó. Mấy bạn thấy không? Một cái design cực kỳ dễ làm luôn. Ai cũng làm được hết, chẳng có gì là khó hết. Những bạn nào mà gọi là có đầu óc sáng kiến, có những đầu óc coi như là mà muốn tạo thêm những cái design trên cái bộ này móng tay này thì mấy bạn phải làm như thế nào? Bây giờ mấy bạn chờ một xíu, mình sẽ cho nó khô cái đã nha. Rồi sau đó mình sẽ đi đi theo. Hoặc là có thể mấy bạn muốn đi đi theo ngay bây giờ, mấy bạn có thể lấy cái cọp mấy bạn vẽ. Ok. À, mấy bạn chạy những cái đi theo cho theo ý của mấy bạn. Nè mấy bạn coi nó chạy này ha. À, mình muốn chạy đi theo. Cái đó là những cái sáng kiến thêm của mấy bạn thôi. Mấy bạn thấy chưa? Hello chú. Oh Kim, my God. How are you? I miss you guys. How are you em? How are you? I hope you are doing well. Yeah, I'm doing well. Hello, I'm doing well, Kim. We're doing really well. I'm staying home. I haven't go to work for the last, what, 3, 4 weeks? I stay home. I come up with some design. So whatever I come with, I love to share to everybody. So when they can they when they go back to work, then they can always do whatever they think that you know they can make the money for them. I believe it's very easy design, guys. It's so easy. All you do is just you place your kim tuyến. You can do with glitter. You can add glitter in here. Now, I want to do it. You see, I have some here. I wanted to do some. See, I already have some color on my plate here. You guys see? So I'm gonna get this color that I have here on this there. I'm gonna start adding in here. You see it? You see how I did that? I just started adding color on the plate I already have. Okay. Because I did this design way back about a years ago. I did this, and now I see people start doing it now. So I wanted to show you guys again. As you can see, loud as we are going crazy, you want to go back to work. Design is beautiful. Thank you, thank you, thank you. Say your mom, I say hi. To dad, I say hi. To your husband, I say hi. Hi to everybody. Okay, here we go again. Okay, you want to make it look like it's a, like a better. You know how better fish look like? I want to. I'm trying to imitate that better fish. Mấy bạn biết mà con cá bè đà là con cá đá đá độ nó rất là đẹp ha. Rồi rồi mấy bạn nếu mà mấy bạn coi đó là mấy bạn thấy sẽ mấy bạn để mình sẽ vẽ chút chút về cái con cá đó. Đây là cái màu đen ha, mình tới cái màu tím mình pha chút xíu cái màu đen vào. Thank you anh, để em chia sẻ đã học hỏi rất nhiều. Hello Thanh Mã, em thấy em làm, em thấy anh làm không, rất là dễ ha. Rồi sau đó là bây giờ em sẽ cho con cá, em sẽ ví dụ bây giờ anh sẽ làm, anh vẽ đại, đây là cái mắt của con cá nha. Đấy, thấy không? Mắt con cá. Nè, rồi sau đó là mình sẽ coi này ha, mình sẽ coi đây là cái miệng con cá này. À, thấy không? Rồi sau đó mấy bạn coi, vô đây là mấy bạn bắt đầu từ vô đây mấy bạn chút xíu, mình đánh, mấy bạn đi 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 theo cái vảy của nó. Ok. Nhẹ thôi, mình không đi nhiều, nó đúng là mình đi cho nó đơn sơ, cho nó ra một cái thôi. Đó mấy bạn nhìn này, cái anh thua là mấy bạn imagination, it is all about your imagination. Whatever you think it is, you can add in, you can do whatever you think it look good for you. So what I think I like it right here. So I'm gonna play eye right there. Gonna play the mouth right there. À, miệng cá này bạn thấy không? À, cái mắt của nó này. Các bạn thấy không, nó rất là đẹp, nó rất là dễ làm, cực kỳ hay luôn. À,
rồi sau đó là mấy bạn có thể là đi detail thêm thôi. Mình không cần đi nhiều, mình làm nhiều quá thì nó become very busy. Mấy bạn làm sơ sơ như vậy thì mấy bạn thấy có cái đừng nhưng có hay của nó. Ok. Đó mấy bạn thấy không? Ngày hôm nay là chúng ta đã học được cái cách làm con cá nha. Đó. Rồi. À, như vậy thôi. Là mấy bạn thấy không? Cái này là màu trắng này, bây giờ mình đi thêm màu trắng cái này. Ok. Cái màu rất là đẹp lạ lùng. Đó, thấy chưa? Rồi, ok, mấy bạn đã thấy được cái mấy bạn đã thấy được. Cảm ơn anh đã chia sẻ em không nhiều kinh nghiệm của anh lắm. Hello Huế, Huế em khỏe không? Em học được cái gì là vui rồi anh, em đã nói đúng là như vậy này anh, những cái gì mà anh chia sẻ đó, các em, những các bạn và các anh chị, mà những ai mà học được cái bất cứ mà ai mà học được một cái chút xíu gì đó thì thực sự ra cái đó là cái niềm đây như là anh cảm thấy rất là hạnh phúc khi mà anh chia sẻ mà mấy em học được đó, mình vui lắm. Tại biết sao không? Tại vì mình vui được một cái là những cái gì mình chia sẻ đó nó mang lợi ích cho tới cho một người khác, như là người ta đã nắm được những cái phần gì của mình làm thì người ta có thể là người ta có thể coi như là có thể giúp cho em được nâng cao tay nghề, giúp cho em kiếm tiền, giúp cho em làm được những cái thứ này thứ kia, thì cái đó là cái sự anh mong muốn là cho tất cả những em làm. Hello Tammy đẹp không? Bây giờ này, bây giờ mình sẽ sơn. Anh sẽ không thích cái con cá này bằng nước sơn gel bóng. Anh sẽ sơn cái mát lên. Bạn thấy không? Thì những cái chia sẻ của mình đó, những bạn mà những chị nào học được, mình đem về đó, mình kiếm tiền trên những cái design này, nó không gì khó hết. Cái design này cái việc làm rất là dễ, mấy bạn nhìn này, mình chỉ cầm một sợi chỉ thôi, mình kéo 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 kéo, thấy không? Right, right, right. Kim, you know, this is what I, you know, this is how I feel. I feel that, you know, that's, you know, I feel, oh, and I speak, which inside my heart, which is what I feel. I speak the truth, you know. I speak what I think it is. Because, you know, mà mình những người mà trong nghề này của mình đó là đa số là người Việt, mình chia sẻ với nhau. Để sau này mình còn giúp đỡ lẫn nhau nữa. Chứ nếu mà mình có bao nhiêu nghề mà mình giấu đi hết thì mai mốt thì mình chết, mình ôm theo nó thôi chứ làm được gì đâu. Phải sao giấu đi ha. Đâm ra là anh lúc nào cũng vậy hết. Chia sẻ. Để giống đuôi cá lưỡi đeo đó thôi. Thì anh chủ yếu là anh làm đuôi cá lưỡi thiệt đó, đó Trang. giống cá ba đuôi quá anh. Cái lư thia đó. Nó phải cái lư thia đâu phải không? Cái đá đó, cái đá là cái gì? Hello Hương Phạm em. Cái đá là được cái gì đúng không em? Không phải là cái lư thia đâu, phải cái lư thia đâu, phải cái đá. Nè. Bây giờ mấy bạn thấy không? Này nó ra cái con cá giống như vậy. Em muốn làm quá anh ơi. Mua đồ về nhà làm đi. Nè thấy chưa? Nè cho mấy bạn thấy này. Cái mẫu cái design con bị nó ra giống như vậy này. Đây mấy bạn thấy này. À, thì chủ yếu là mình chủ yếu là mình David muốn chia sẻ cái design này. Mấy bạn nhìn này. Mấy bạn muốn vẽ tùy theo mấy bạn thôi, mấy bạn muốn làm sao cũng được. Có nhiều người làm như là cái lá hay là cái lông hay là cái gì đó. Tùy theo, ngày hôm trước là mình đã làm lông rồi thì hôm nay mình không làm lông nữa. Hôm trước gì mình nhớ mình vẽ bằng cái lông không? Thì bây giờ mình không làm lông nữa. Hôm nay mình làm cái con cá thôi. Kiểu là cái đuôi của nó này, các bạn nhìn này. Tại vì con cá nó gọi là con betta fish á. Cái con betta fish này nó đẹp lắm nè. Các bạn nhìn cái đầu của nó này, các bạn nhìn sơ thôi này. À. Các bạn những cái lấy của nó mấy bạn có thể vẽ đi theo thêm, đó là tùy theo mình, tại vì David không muốn vẽ nhiều là vì lý do mình vẽ nhiều quá thì nó hát nữa hả?